À dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình bãi kiểng của anh Dũng ở thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị nha. Giao lưu một số phôi tứ quý đế VIP hàng sưu tầm luôn ha cô chú anh chị. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Dũng trong suốt thời gian qua. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và sưu tầm thêm được nhiều phôi mai đẹp quá nữa cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ em xin mời cô chú mình vào xem clip giới thiệu phôi mai hôm nay của anh Dũng luôn ạ. Rồi em xin chào anh Dũng ơi. Dạ em xin chào chị nha. Con xin chào cô bác anh chị em mình đã quay lại video mới nhất của con nha. Lời nói đầu tiên xin chúc cô bác và anh chị em mình được nhiều sức khỏe. Hôm nay con có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phôi mai tứ quý nha cô bác. Dạ. Dạ, với lại đầu clip sẽ là một cây bông giấy Mỹ với lại một cây bông trang nha cô bác. Dạ, rất mong được sự ủng hộ của cô bác gần xa nha. Rồi. Rồi. Đầu clip là mình là giao lưu bông giấy Mỹ nha cô chú. Dạ, đầu clip này là một cây bông giấy Mỹ nha cô bác. Dạ. Cây này nó có cái nguyên cái củ đặc, nó nằm như hình thú nha cô bác. Củ nó đặc hết nha cô bác. Nằm luôn á thôi chứ. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Cây lên từ sống khỏe nha cô bác. Dạ. Để đặt kẹo luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ. Toàn thân ngay vị trí này con đo được 39 nha cô bác. Dạ. Dạ. Chiều dài của cái cây này con đo được 60. Rồi. Dạ. Chiều cao cây này con đo được 35 nha cô bác. Dạ. Cây bông giấy Mỹ mã số 1 con xin giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 1.800.000 nha cô bác. Rồi 1.800.000 cây đâm được sống khỏe hết cô chú anh chị mình. Dạ. Yên tâm ha. Rồi con sẽ lên cây bông giấy mã số 2 còn. Cây bông giấy mã số 2 nha cô bác, bông giấy Mỹ luôn nha cô bác. Dạ. Cây này con bỏ vô cái chậu xưa nha cô bác. Cái chậu này nó cũng có nước rồi, có thẩm mỹ lại nha cô bác. Nhưng mà nó liền lạc hết. Vô cây này nhìn coi rất là hợp luôn nè cô bác. Rồi, cái dáng nó rất là khéo ha cô chú anh chị. Dạ. À, bông giấy Mỹ cái này cô chú anh chị về mình là chơi ghiên hoặc là ghép hay là cẩm thạch giờ cũng rất là đẹp nha cô chú. Dạ. Ha. Chơi ghiên cũng được mà ghép cũng được. Dạ. Này là làm cái tàn gũ xuống đẹp lắm chị ha. Rồi con em sẽ đo cái hoành thân nha. Cái này thì nhỏ hơn cái kia rồi. Hoành thân ngay vị trí này con đo được 26 cô bác ơi. Dạ. 26. Chiều dài cái mình là 50 nha các bác. Cây bông giấy Mỹ mã số 2 dáng đổ này con giao lưu với bác gần xa của mình là giá 2 triệu nha các bác. Dạ 2 triệu nha cô chú ạ. Dạ các bác thích cái này liên hệ con qua số điện thoại 0932 134 144 nha các bác. Dạ rồi. Dạ rồi. Để tiếp tục clip này là một cây lại ướp trà nha các bác. Đây đang nó có bông luôn ạ. Đang có bông nha các bác. Dạ, cây lại ướp trà nha các bác. Lại nút áo của mình nó là nhỏ đó. Rồi. Con đo hoành là tổng ngay vị trí này con đo được 53 nha các bác. Dạ rồi. Dạ 53. Cây lại ướp trà này con giao lưu với các bác gần xa của mình là giá 900.000 nha các bác. Dạ 900 nha các bác. Dạ, cây lại mã số 1. Dạ rồi. Dạ, chẳng lên thêm một cái cây nữa đi. Rồi, lên cây mã số 2 nha các bác. Cái này về vô chậu đẹp mình để mini để bàn dễ thương. Dạ để bàn ngay cái bàn trà của mình cái mình ngắt bông bỏ vô bình già luôn. Dạ. Dạ. Ở số 2 nha cô bác. Rồi, con đo cái hoành nè. Hoành tổng ở đây con đo được 51 cô bác ơi. Dạ giá của nó cũng là 900 luôn nha cô bác. Dạ. Dạ. Rồi, để tiếp tục clip này con sẽ lên một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô bác. Mày chữ lắm cái bộ đế luôn. Ờ cây này đế nôm nhìn giống hình thú á nè. Dạ. Dáng nó khum khum ha. Dạ, này là trang đỏ lá nhỏ nha cô bác. Rồi. Hoành tổng cái bộ đế này ngay vị trí này con đo được 32 nha cô bác. Dạ. Còn cái eo này thì đi con đo nè. Eo này được 12 nha cô bác. Dạ, cây bông trang đỏ lá nhỏ này con giao lưu với cô bác gần xa giá 1.200.000 nha cô bác. Dạ rồi. Rồi, để tiếp tục clip này con sẽ lên mấy hôm nay tư quý nha cô bác. Dạ. Rồi, đầu bên đây đi. Rồi, tiếp theo là một phôi tứ quý luôn quý cô chú anh chị nha. Phôi tứ quý mã số 1 nha cô bác. Dạ. Rồi cây này dáng trực có cốt cành đế nơm luôn nha cô chú anh dạ. chị. Rồi hoành thân ngay vị trí này con đo được 22 nha cô bác. Dạ. Dạ. Hoành đế ở đây con đo được 1 mét
3. Trời, quá trời bộ đế luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp lắm. Đế rồi. Sổ cứng bầu luôn nha cô chú nha. Chiều cao của cây này à, em đo được 1m. Dạ. Cây mã số 1 này em giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 1,5 triệu. Trời, 1,5 triệu phôi tứ quý đế nôm nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cô chú xem lại lần nữa bộ đế giúp em ha. Đế là kẹo nẹo luôn nha quý cô chú. 1,5 triệu nha cô bác. Dạ. Dạ. Con sẽ ra cây lên cây tứ quý mã số 2. Cái này của bộ đế nó cộng bự, nó chắc chắn lắm nha. Cái dàn xương rất là đẹp luôn nè cô bác. Về mình làm cái phôi ghép mau mau chơi lắm. Hoành cái này cũng bự. Cây này đế lực nha quý cô chú anh chị. Dạ, đế lực. Rồi hoành thân nó ngay vị trí này con đo được 42 nha cô bác. Dạ. Dạ 42. Hoành đế đây con đo được 1,5 m. Chiều cao ở đây con đo được 1 m nha cô bác. Cây mai tứ quý mã số 2 này con giao lưu cho cô bác gần xa của mình là giá 4,2 triệu nha cô bác. Dạ rồi, 4,2 triệu mã số 2 nha luôn. Dạ, mã số 2. Rồi con sẽ lên cây mai tứ quý mã số 3. Cây này có bộ đế rất chải, rất là đẹp nè cô bác. Cái thân nó lắc, có cúc cành, nó rất là điệu luôn nha cô bác. Rồi đế khỏi chơi luôn nha quý cô chú anh chị. Tứ quý bây giờ ít có lâu lắm rồi mới gom được một clip. Dạ. Dạ. Đế thì bầu tới đâu rồi đế tới đó luôn nha quý cô chú. Rồi ngay hoành thân ngay vị trí này em đo được 27. Dạ. Hoành đế đây em đo được 1,6 m, 160 nha cô bác. Chiều cao ở đây con đo được 90. Dạ. Cây mai tứ quý mã số 3 này con giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 4,5 triệu nha cô bác. Dạ, 4,5 triệu. Dạ. Hàng này đáng sưu tầm luôn nha quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin phép đổi cây luôn ạ. Rồi con sẽ lên cây mã số 4 nha cô bác. Số 4. Cây dán trực phong cao có cốt cành luôn nha cô chú. Dạ, cây dán trực phong cao. Đế cũng rất là đẹp luôn cô bác. Đế sổ nôm cao. Rồi. Đế luôn nha. Hoành thân con đo ngay vị trí này được 30 nha cô bác. Hoành đế nó con đo được 1,1 m. Chiều cao nó khoảng 1,4 m nha cô bác. Dạ. Cây mai tứ quý mã số 4. Con giao lưu với cô bác gần xa mình giá 3,5 triệu. Dạ 3,5 triệu. Dạ. Cây này ghép phong mai tàn thì mau chơi luôn quý cô chú anh chị ha. Rồi quý cô chú mình xem lại bộ đế lần nữa giúp em ha. Rồi con sẽ qua cây tứ quý mã số 5. Rồi đây một cây bonsai nha cô bác. Dạ. Cây này nhỏ thôi, cái phơm cây nhỏ thôi mà cái đế rất là khéo luôn. Cho cô bác mình nhà không có diện tích á, chơi mấy cây gọn gọn nó có nguyên. Dạ. Cái bệ cứng cây. Ngắt cái bầu luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cây này nhỏ nhưng mà khéo lắm. Chi cành đóng nhịp nhàng luôn nha cô chú. Rồi hoành thân ngay vị trí này em đo được 27 nha cô bác. Dạ. Rồi hoành đế đây em đo được 80. Cây mai tứ quý mã số 5 này em giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 3,2 triệu nha cô bác. Rồi 3,2 triệu một cây bonsai nha quý cô chú anh. Dạ. Chị. Rồi con sẽ lên cây tứ quý mã số 6. Cây này một thân một cốt nha cô bác, cái đế đẹp lắm. Rồi cô chú anh chị xem kỹ phần đế giúp em ha, nó ngói gối cứng ngắt có bầu luôn nha quý cô chú. Rồi hoành thân ngay vị trí này nè, hoành thân ngay vị trí này em đo được 38. Dạ 38. Hoành đế đây em đo được 1,6 m. Chiều cao anh em đo được 70. Cây tứ quý mã số 6 này em giao lưu với cô bác gần xa giá 5,5 triệu. Dạ 5,5 triệu nha cô chú anh chị, một phôi tứ quý. Dạ. Cây này gió cây nha quý cô chú anh chị nha. Rồi con sẽ lên cây mã số 7. Dạ. Đây, cái cây mã số 7 này, cái cây có cốt cành rất là đẹp luôn nè cô bác. Cây này lâu đời lắm à. Cái đế ở đó nó nằm trong cái xô, nó nguyên một cục đế luôn. Dạ, nguyên một củ nạc luôn nha quý cô chú anh chị. Nè, nguyên cái gói trong đây rất là nhiều luôn, em chưa có mần đế hết. Dạ, rồi hoành thân em đo ngay vị trí này là được 50 nha cô bác. Dạ, vị trí là 50. Rồi em đo cái củ luôn nè. Cái củ ở đây em đo được 72 cô bác ơi. Dạ.
cái củ nha, chứ chưa tính cái đế mà đây là nó ăn ra hết cái bầu nha, chắc khoảng 1,5 m đó cô bác. Dạ, cái này cứng bầu luôn rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao đây em đo được 1,1 m. Chi cành đều đẹp nha mấy cô chú nha. Cây mai tứ quý mã số 7, này em giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 8 triệu nha cô bác. Dạ, 8 triệu một phôi tứ quý nha cô, chi cành đều luôn hả? Dạ, mã số 7, giá 8 triệu nha cô bác. Dạ rồi. Rồi, con sẽ lên cây mai tứ quý cuối cùng của clip này nha cô bác. Mã số 8. Mã số 8. Rồi, hàng cuối clip cũng là hàng VIP luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này mới bứng tắc thì luôn. Dạ. Con chưa có vệ sinh chưa gì hết, mới bứng cách đây 1 tiếng. Cây này giót cây luôn cô chú anh chị nha. Dạ, mà vàng đế nó dữ lắm. Ê, chắc rồi. Tứ quý mà kiếm đế như thế này thì cũng đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cái hàng giờ này giờ là ít có lắm rồi. Đế sổ đều cứng bầu luôn nha quý cô chú nha. Cứng nhắc luôn. Rồi, sẽ đo nha. Rồi, hoành đế ở đây cây con đo được 1,5 m đúng không nha cô bác? Dạ. Rồi, hoành thân ngay vị trí này con đo được 35 cô bác ơi. Dạ rồi. Dạ. Chiều cao ở đây con đo được 80. Rồi, 80 con đê, con đo cái sổ nôm đế nè. Sổ nôm đế ở đây con đo được 40 nha cô bác. Dạ. Dạ. Cây mai tứ quý mã số cuối cùng, mã số 8 này, con giao lưu với cô bác gần xa của mình là giá 9,5 triệu nha cô bác. Dạ, 9,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Dạ, cô bác thích cây nào thì liên hệ con qua số điện thoại 0932 134 144 nha cô bác. Dạ, rồi. Dạ, cây này là cây cũng kết thúc video rồi nha cô bác. Cô bác thấy video này hay, like và đăng ký kênh giúp con. Hẹn cô bác trong video giới thiệu cây cảnh sắp tới nha. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Dạ, hôm nay thì mình có nguyên một lô tứ quý đế VIP hàng đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho anh Dũng ạ. Liên hệ với số điện thoại của anh Dũng thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha quý cô chú anh chị ha. Rồi em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.